Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi lại có dịp vào thưởng thức cháo cá Tích Nghi, ngon nổi tiếng Bắc Ninh, và ghi lại những hình ảnh thực tế tại đây. Đấy, quý khách về Bắc Ninh mà muốn ăn cháo cá thì cháo cá Bắc Ninh là ngon nổi tiếng nhất quý vị nhá. À, cô chủ rất là xinh đẹp, khéo tay ăn cháo đây, ấn tượng nhớ mãi không quên. Tết nhất cỗ bàn rất là nhiều món rồi, nên quý khách thưởng thức cháo cá này rất là dễ ăn, ấm nóng, dễ ăn, đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe. Đàn cá rất là đẹp, sang trọng, phong thủy. Đẹp đấy ạ. Đúng rồi. Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp. Cháo cá này còn có trứng cút này, quẩy này, chè kho tráng miệng. Bát chảo lên là 40.000 ạ. Ôi giời, 40.000 mà rất đầy đặn, đầy đủ chất dinh dưỡng. Quý vị có thể ăn cho thay cho một bữa chính được quý vị ơi. Đây là bát cháo cá Tích Nghi, rất là đầy đặn bổ dưỡng, rất đủ dinh dưỡng cho đô vật lực sĩ ăn đủ chất cho bữa quý vị ạ. Thơm ngon ấm nóng. Tết nhất tiệc tùng quý vị ăn nhiều món lắm rồi, ăn sang này rất là dễ ăn, lại sức. Người đang ốm mệt ăn cũng khỏe ngay quý vị ơi. Ấy ngon quá quý vị ạ. Bát cháo to đầy đấy mà tôi sức tuổi trung niên ăn hết sạch veo. Nhân xong cảm giác người khoan khoái, như tăng thêm sức lực quý vị ạ, khỏe như thanh niên quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.